Video này chào mấy bác nha. Có một bác đã mua máy bên em khá nhiều. Và hôm qua bác này chốt với em một con máy Sweden, có nghĩa là một con Huana. Con này bự nhất trong cái đống máy cưa hu của em luôn. Rất là bự, làm đến 50 lần. Lớp platinum là còn nguyên luôn. Đấy. Thì em sẽ test sức mạnh lên để mọi người ngắm nghía nó một chút. Và con này đặc biệt là nhìn nó, lúc đầu em tưởng nó cùi bắp, nhưng mà cuối cùng nó lại là con mà danh giá nhất trong cái đống hù của em. Thật sự là vậy, rất là danh giá. Đây, không nói gì nhiều, bây giờ em test sức mạnh. Thì những cái biểu tượng Sweden này còn luôn. Và đặc biệt con này, cái bao tay này nó có sưởi ấm luôn nha. Cái hệ thống bao tay có sưởi ấm. Nhưng mà về Việt Nam mình thì ưng thì xài, không ưng thì bỏ thôi, chứ cũng không phải là quan trọng lắm. Thì nó cũng có bị xích mẻ, nói anh khách nó bị xích những cái chỗ này ra, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng quan trọng cái máy nó ngon thôi. Khóa lam, khóa đồ còn ok luôn. Thì nói chung con này còn VIP. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test sức mạnh của nó cho mọi người coi cái độ hiệu quả của một con Huana. Không biết hu bao nhiêu nha, bởi vì nó chóc tem rồi. Con này cách đây khoảng nửa tháng trước em có làm một video khi mà em rửa nó đó. Thì cũng mở hết ra cho mọi người coi luôn. Đấy, thì anh khách này cũng coi được video đó rồi. Thì cũng không cần phải khám phá nó quá nhiều. Rồi. Ok. Đầu tiên thì test nổ. Thì con này nó có cái chức năng ga cầm chân. Đây mọi người để ý cái con mà nó có chức ga cầm chân này. Là mình bóp cái này, hai cái này lại. Gảy thêm cái này. Đấy. Gảy cái lẫy này về sau. Là nó giữ ga 20%. Nó giữ ga lại khoảng 20% để mình khởi động. Và đây có le gió. Đấy, cái chức năng của le gió thì mọi người biết rồi đó, kéo ra để khởi động cho nó dễ. Nhưng con này giờ nổ rồi thì không cần nữa. Thì em để cái chức năng ga cầm chân để em nổ lên cho mọi người nghe. À, kêu bật công tắc. Đấy. Này mà nó chỉ cắt trong dèo một phát hết. Biết con cưa nó cỡ nào. Anh khách này là chuyên xài để khai thác nha. Thì mới mua con cưa đến cỡ vậy. Rồi ok. Thì một lần nữa cảm ơn anh khách đã mua máy bên em. Thì con cưa này thì nó ghê lắm. Và đặc biệt em nó rất là dễ khởi động. Chứ nó không phải là khó khởi động hay gì cả. Để bao nhiêu lâu ra gừng cái nổ thôi, đã thiệt. Rồi, ok. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video. Thì con này khách chốt rồi nha. Đấy, con em hu. Mọi người nhìn cái dầm nó dăng ra kìa, ghê chưa. Đấy, rồi, ok. Rất là mạnh. Bao phê luôn. Đấy. Trọng lượng con này không biết nó khoảng bao nhiêu. Chắc khoảng 6-7 kg gì đó. Rồi, ok. Thì em chỉ nói vậy thôi. Thì cảm ơn anh khách đã mua máy bên em, con Huana đẹp nha. Rồi ok.